Vâng, em chào các bác. Hôm nay nhà em Trường Thảo vừa mới rèn xong dao. Và để gửi tới các bác thì em sẽ chi tiết về hai cái mẫu dao này. Mẫu dao này thì đang là mẫu dao quắm và mẫu dao nhọn đi rừng. Cái dụng cụ này thì để phục vụ các bác chủ yếu là phát lương, phát rẫy, chặt cành cây to, chặt cành nhỏ đều được. Và em sẽ chi tiết về cái độ dày của nó và chiều dài của nó để các bác nhà mình nắm được ở cái video này nhá. Thì đây là một con dao quắm chất liệu là thép nhíp này. Nhà em một ngày thì em bán nhiều lắm, nhưng mà cả hàng đặt nữa, nhưng mà em rất ít đăng tải, bởi vì các bác đã biết tới thương hiệu của nhà em rồi. Rất nhiều bác đã sử dụng cái mẫu dao này nhà em và giới thiệu tới những bác khác. Cái dụng cụ đồ nhíp này thì tổng thể chiều dài của nó thì sẽ tầm là 65cm, cả lưỡi cả cán. Riêng cái lưỡi này của nó sẽ là 35cm nhá. Chiều dày của nó thì sẽ là 5 ly. Đây, 5 ly các bác ạ. Rất chi là dày. Và cầm thì nó cũng vừa tầm thôi nhá. Các bác có thể vừa chặt cành cây được mà vừa phát được. Đây là con dao quắm nhíp này. Dụng cụ này thì nhà em để phục vụ các bác làm nông nghiệp thì nhà em sẽ nhận gửi và ship trên toàn quốc. Đấy, các bác ở đâu mà đang cần tới cái mẫu này, cứ liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để bên cạnh tiêu đề video. Đây là con dao quắm nhá, các bác nhớ gọi là con dao quắm này. Nhíp dày, 5 ly. Đấy, quay rất thực tế và nhíp rèn thủ công này. Các bác nhìn những cái lốt dập đây, cực bén các bác ạ. Ngoài những cái dụng cụ này ra thì bên cơ sở em còn có tất cả những cái dụng cụ để phục vụ nông nghiệp như là cuốc, cào, thuổng. Tất cả những cái dụng cụ đồ nhíp thì nhà em sẽ có đầy đủ hết nhá. Các bác cứ liên hệ trực tiếp tới em. Đây là những cái mẫu cơ bản mà để cho các bác sử dụng nhiều nhất. Và tiếp theo thì em sẽ gửi tới các bác cái mẫu dao đi rừng. Mẫu dao đi rừng này của nó thì lưỡi của nó cũng tương đối là dài nhá. 20 này. Nó cũng mà 35cm. 35cm lưỡi. Và cán của nó thì sẽ ngắn hơn một chút các bác ạ. Con này các bác đi rừng chặt nhá. Chất liệu nhíp hết đây. Cực kỳ là bén. Này các bác này, tôi sẽ bằng luyên các bác nhá. Chiều dày của nó thì cũng sẽ là 5 ly. Và bên cơ sở em Trường Thảo thì với những cái dụng cụ nông nghiệp về các bác quan tâm thì các bác cũng biết rồi, hàng nghìn sản phẩm. Một ngày thì em chỉ đăng được 2 đến 3 sản phẩm để các bác nhà mình theo dõi thôi. Và qua cái video ngắn này, các bác mà đang cần tới bất kỳ một cái đồ gì về đồ nông nghiệp, đồ làm cây, đồ làm vườn, hãy liên hệ tới đầu số điện thoại em để đây nhá. Số điện thoại đó là số điện thoại chính để em tư vấn và cũng như là gửi tới các bác những cái dụng cụ sắc bén và tốt nhất. Thì những con dao này thì nhà em sẽ nhận gửi và ship trên toàn quốc. Ngoài ra có những cái dụng cụ liên quan thì các bác có thể alo trực tiếp để em tư vấn các bác nhé. Đấy, hai cái dòng dao, bởi vì cái này thì em ít đăng tải lắm, nhưng mà một ngày thì vẫn được các bác quan tâm và gọi điện đến rất nhiều. Chất liệu thì bằng nhíp hết này các bác này, nhíp xe. Các bác dùng mẫu nào thì em gửi mẫu đấy nhá. Cuốc chim bằng nhíp này, cuốc chim bằng nhíp rất nhiều mẫu, có 2-3 mẫu cơ. Và cuốc tây, thuổng, dìu. Đấy, những cái mẫu cơ bản nhất để gửi tới các bác làm nông nghiệp, các bác đi rừng. Thì qua cái video ngắn này, các bác mà xem video mà thấy cái dụng cụ này các bác quan tâm và muốn xem nhiều những cái dụng cụ nữa về đồ làm vườn, đồ làm nông nghiệp, các bác đừng quên ấn like nhé, like, chuông và nhất là cái nút đỏ đăng ký kênh đấy ạ. Khi các bác ấn vào nút đỏ đăng ký kênh đấy thì em sẽ làm video nào các bác sẽ nhận được ngay cái thông báo để xem, để lựa chọn cho mình một cái dụng cụ cần thiết làm được việc. Đấy, em đã chi tiết về hai cái mẫu dao nhé. Rất cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau ạ.